Kỹ năng lắng nghe mang lại ý nghĩa và vai trò to lớn đối với cuộc sống của con người. Những người biết lắng nghe là những người có lòng kiên trì, nhẫn nại và biết gạt bỏ cái tôi để tiếp thu và lĩnh hội. Bên cạnh đó, lắng nghe còn giúp con người thấu hiểu và bao dung cho nhau, xây dựng một xã hội tích cực và tốt đẹp hơn. Trong lãnh đạo đất nước, những người đứng đầu nắm trong tay những trọng trách lớn thì lại càng phải biết lắng nghe những ý kiến từ cơ sở. Các chủ trương chính sách lớn đều được Trung ương ban hành, nhưng việc thực hiện và kết quả thì lại ở cấp cơ sở. Nếu như người đứng đầu biết lắng nghe, tiếp thu và có tinh thần cầu thị đối với những vấn đề ở cơ sở, thì chắc chắn đó sẽ là chìa khóa để đưa đất nước phát triển. Điều này đã được chứng minh trong suốt cả lịch sử hình thành và phát triển của Đảng ta, đặc biệt trong thời kỳ trước và trong đổi mới, thì nhờ có sự cầu thị của người đứng đầu với những thay đổi cơ bản, quan trọng ở cơ sở mà đất nước đã thoát ra được khỏi khó khăn và có những bước chuyển mình ngoạn mục. Ngay sau ngày giải phóng, khi Men Say chiến thắng đã qua, tình hình kinh tế ở miền Nam rất nhanh rơi vào khủng hoảng và nảy sinh vô số bất cập khó khăn, đặc biệt là cơ chế xin cho, điều phối bằng giá và chính sách ngăn sông cấm chợ đã khiến cho lĩnh vực công thương nghiệp của miền Nam nhanh chóng rơi vào trì trệ và có nguy cơ sụp đổ. Trong cái đó, công nghiệp ở miền Nam ấy, thì do cái chế độ cũ để lại thì người ta chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng. Nhưng do cái chính sách của chúng ta là ngăn sông cấm chợ, cho nên là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất ra nhưng mà không bán được. Và đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long trồng được nhiều lúa thì cũng không bán được, ngăn sông cấm chợ, không có sự giao lưu. Người sản xuất ra hàng tiêu dùng thì không bán được lấy tiền. Người sản xuất ra lương thực, thực phẩm thì cũng không bán được, không có cái giao lưu, đối lưu như thế, cho nên kinh tế rất khó khăn. Thì tình hình của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hết sức khó khăn. Cái công nghiệp trước đây của nó đã phát triển như thế đấy, thì bây giờ nó ngừng trệ lại. Không thể mua bán được, không thể sản xuất được. Cái lý do của nó là gì? Là giá của nhà nước quy định thì không thể mua được. Trong khi đó vật tư của nó là phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp, có hàng tiêu dùng. Ở thị trường nó có sẵn cả, nó có nhưng chứ phải không có. Nhưng với cái giá của nhà nước thì không thể mua được. Nó là 10 thì mình chỉ có 3 hay 4 thì làm sao mà mua được. Mà thành phố Hồ Chí Minh, khi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, khi đó đồng chí với Văn Linh là bí thư, thì cũng bức xúc cái chuyện đó. Trước tình hình bức xúc như vậy, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tìm mọi phương án để giúp đỡ các doanh nghiệp miền Nam tháo gỡ khó khăn, thế nhưng đều không mang lại nhiều kết quả, vì những thứ vướng mắc lại chính là những cơ chế chính sách do Trung ương đề ra. Tình cờ tháng 7 năm 1983, đồng chí Phạm Văn Đồng đi nghỉ và làm việc tại thành phố Đà Lạt. Sau đó, đồng chí Trường Chinh cũng lên nghỉ ở đây. Được tin Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đang nghỉ ở Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một đoàn cán bộ chủ chốt của thành phố, một số đồng chí phụ trách các ban ngành và giám đốc các xí nghiệp lớn lên thăm. Thì khi đó tôi có bạn đi học ở Liên Xô về cùng bạn với tôi làm thư trong cái ban kinh tế của thành phố, thì anh ta được giao dịch với tôi để truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Văn Linh. Thì tôi báo cáo lại với Bác Đồng, thì Bác Đồng bảo như thế thì báo cáo lại với Bác Trường Chinh, thì năng tổ chức một cuộc họp để nghe anh em họ báo cáo xem thế nào. Cái cuộc họp này là cuộc họp không định trước, mà làm cuộc họp mà gọi là bất thường thôi, là để hai đồng chí lãnh đạo nghe là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và những cái doanh nghiệp, giám đốc các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta kể thực trạng như nào. Thì được lời như cởi tấm lòng từ đồng chí bí thư thành ủy cho đến các sở ban ngành và đặc biệt các giám đốc, nói hết, nói thẳng cái thực trạng của thành phố Hồ Chí Minh như thế này, cái bất cập của cái cơ chế quản lý như thế này. Thì phải nói một lần đầu tiên tôi nghe cái cuộc họp này, giám đốc các doanh nghiệp nó khóc, nó vừa nói nó vừa khóc rằng không thể, hết sức bất lực về cái chuyện này, trong khi nó có, hoàn toàn có khả năng
xử lý được nếu như có được một cơ chế cho phép anh em làm. Và lãnh đạo thành phố ông Nguyễn Văn Linh thì cũng nói là lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm với chuyện này và tha thiết trung ương cho một cái cơ chế. Cái cơ chế gì? Tức là cơ chế mấy giá. Cái giá có nhà nước cung cấp vật tư thì nó như thế này. Nhưng mà cái giá của nhà xí nghiệp nó mua ở ngoài thị trường thì nó phải có cái giá như thế này. Đấy. Thế còn cái từ khác nữa là cái tự do thì nó có cái giá khác. Với cái giá như thế. Chứ không thể là cái một giá như một giá của nhà nước mà mua như thế từ lâu nay thì thế được. Thì ngày xưa nói như là bán thì như cho, mua thì như ăn cướp. Thành phố sẽ hết sức chịu trách nhiệm về cái chuyện này nếu như được cơ chế. Thì khi nghe như thế thì bác Đồng, bác Trường Chinh hết sức nghe, chú ý nghe. Và cũng suy tư lắm. Nghe với cái thái độ hết sức suy tư. Rằng đây cái chuyện này là cái chuyện nó mới quá, nó đặc biệt quá. Cho nên các ông cũng nghe như thế nhưng mà ông Trường Chinh phát ngay một câu. Tự do như thế này còn gì là quản lý kinh tế sai chủ nghĩa. Ông không nói là phản đối, không nói, nhưng ông nói như thế. Ông Nguyễn Văn Linh khi đó tôi quan sát, xỉu. Các giám đốc, các cán bộ các xỉu. Không khí lặng. Để xoa dịu tình hình, đồng chí Phạm Văn Đồng đã yêu cầu cuộc họp tạm dừng và sẽ bắt đầu lại vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã mời ông Nguyễn Tiến Năng qua gặp riêng và nói buổi làm việc sáng nay, như đồng chí đã biết, chúng tôi chỉ còn kỳ vọng vào anh Tô, tức đồng chí Phạm Văn Đồng. Bởi với cương vị là thủ tướng lâu năm, anh am hiểu nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế, nhờ đồng chí báo cáo lại với anh Tô ủng hộ chúng tôi. Ông Năng báo cáo với đồng chí Phạm Văn Đồng những tâm tư và niềm hy vọng của các đồng chí ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời hai người cũng thẳng thắn trao đổi ý kiến về những kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đồng nói với bác Trường Chinh thế này, đây là vấn đề hết sức mới. Nó có những cái mà ta có thể giải quyết được và có những cái cũng còn vướng mắc về bên này về khác. Cho nên là đề nghị với đồng chí chủ tịch cho phép thành phố làm thử. Cho phép thành phố làm thử cái cơ chế mấy giá này. Cái nào đúng thì khẳng định. Trong quá trình làm thì cái nào đúng khẳng định. Cái nào chưa được thì sửa. Cái này không hoàn toàn đúng, bỏ. Và khi đó thì sau khi nghe ông Đồng nói như thế thì bắt đầu chuyện cười. Thôi thì vấn đề nó mới. Cho nên là tôi đã tán thành với đồng chí thủ tướng. Để cho anh em làm thử. Nhưng mà ông nói một cái vấn đề như thế này. Làm thử và phải thường xuyên có báo cáo cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Úi dồi ôi, cả không khí vỡ hòa, vui vẻ. Nhờ có sự đồng ý của đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Trường Chinh tại sự kiện Đà Lạt mà nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đã được cởi bỏ những cơ chế tù túng cũ và lan rộng ra khắp các địa phương trên cả nước. Chính sự lắng nghe với tinh thần cầu thị rất cao và sẵn sàng sửa đổi khi thấy rõ những bất cập, hạn chế của cơ chế cũ của những người đứng đầu đã tạo đà cho công cuộc đổi mới đưa đất nước có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Đó là bài học rất quý giá. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu để rồi chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.